trước đó, thì tôi đã chia sẻ với mọi người là cái bệnh bát này hay là cây bệnh bát này nó trị bệnh bệnh trĩ nếu như mọi người sử dụng cái lá non của nó 3 lần. Còn hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái cách chúng ta lấy cái trái này chúng ta trị cái bệnh tiểu đường và bú cổ rất là hiệu quả. Bài thuốc này được một người thân áp dụng và đã có cái kết quả, cho nên là hôm nay tôi sẽ tiến hành chia sẻ với mọi người tiếp tục những cái tác dụng tốt của cái cây bệnh bát này. Thì quang cảnh vừa rồi mọi người cũng vừa được nhìn thấy đúng không? Tôi đã tiến hành tôi đi tìm và quay lại cái khung cảnh, một số khung cảnh nơi tôi tìm cái thuốc cho mọi người. Mọi người thấy không? Đó, chúng ta sẽ dùng cái trái đó để làm bài thuốc trị cái bệnh tiểu đường và bệnh bú cổ cho chúng ta hôm nay. Rồi, đây, mọi người thấy không? Đây, cái trái nó chín, nó rụng nè. Đó, thì nó chín thì nó như vậy nè mọi người. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi lấy cái trái này để bắt đầu giới thiệu bài thuốc cho mọi người nha. Thì đây mọi người cũng có thể thấy nè, ở đây là nó một cái suối ha, một cái suối cạn, cho nên ở dưới đó sình nhiều lắm. Đây, cây bệnh bát đây, đúng không? Rồi, bên kia là một đám rất là lớn. Đó, hồi nãy tôi có quay cho mọi người xem rồi đó. Đây, để tôi zoom lại cho mọi người coi. Đó, ở bên đó là một cái đám bệnh bát rất là lớn. Đây, đây là những cái cây con của nó. Rồi, bây giờ là tôi tiến hành tôi dùng cái trái của nó ha. Tôi dùng cái trái của nó, trái này là trái già. Rồi, giờ cái bài thuốc hôm nay thì chúng ta sử dụng trái nha, trái như thế này. Trái này là trái chín, thì mọi người nhìn thấy nè, khi nó chín nó rụng cây á thì nó sẽ không còn là cái cuốn nữa, đúng không? Nó rất là giống cái trái măng cao sim của chúng ta. Đây, đây là trái chín. Tôi tìm mãi cho nên hôm nay mới gặp được cái trái chín, cho nên không có chia sẻ bài thuốc kịp thời cho mọi người. Vậy thì trong bài chia sẻ trước á, tôi đã chia sẻ cho mọi người về cái cách để chúng ta dùng cái lá bành bạc non, đúng không? Đây, chúng ta dùng những cái lá bành bạc non như thế này nè, chúng ta trị cái bệnh trĩ, chỉ 3 lần mọi người sử dụng thôi thì mọi người sẽ khỏi. Vậy thì bài thuốc này được rất là nhiều sự cái sự đón nhận của mọi người, cho nên là tôi cũng xin cảm ơn mọi người. Qua video này cũng xin cảm ơn mọi người. Và bài thuốc này thực sự là một bài thuốc của người nghèo, tại vì bệnh trĩ tốn rất là nhiều tiền. Còn nếu như mọi người, cơ địa của mọi người phù hợp với cái lá bình bát này thì mọi người sẽ trị hết khỏi cái bệnh trĩ của mọi người. Thì 3 lần, 2 đến 3 lần thì mọi người sẽ cảm nhận là nó đã khỏi rồi. Nhưng mà nếu như mọi người muốn sợ nó tái phát thì mọi người có thể là sử dụng thêm 2-3 lần nữa. Thì như thế thì mọi người sẽ khỏi được cái bệnh trĩ, kể cả trĩ nội, trĩ ngoại ha, tất cả đều hết. Rồi, vậy thì còn bài chia sẻ hôm nay thì tôi sẽ tiến hành tôi chia sẻ với mọi người cái cách chúng ta dùng trái bình bát. Vậy thì ở đây tôi chỉ hái cái trái này là gọi trái già thôi nha mọi người ha, trái này trái già. Còn cái trái mà chúng ta làm thuốc thì là trái này. Trái này nó chín rồi. Đó, đây là lá non của nó. Trong cái điều kiện có thể thì tôi sẽ cố gắng để chia sẻ những bài thuốc hay nhất và đơn giản nhất cho mọi người. Ở cái chỗ tôi đang quay phim cho mọi người, thực chất là hiện tại bây giờ thì trời cũng bắt đầu tối rồi, cho nên là có một mình tôi à. Đây, tôi thay quay quang cảnh cho mọi người xem. Đây, đây là vườn cao su của người ta, đúng không? Giữa một cái suối. Thì các cái bành bát này nó rất là ưa nước, mặc dù là nước phèn, nước gì không cần biết, nhưng mà nó rất thích hợp với cái chỗ mà suối trũng như thế này nè. Đó, nó rất thích hợp. Đây, tôi có thể quay cho mọi người xem rất là rõ, đúng không? Rồi, giữa khu vực tôi đang quay phim cho mọi người là như thế đấy. Rồi, bây giờ chúng ta tiến vào cái vấn đề chính thôi. Vậy thì hôm nay cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho mọi người trị được cái bệnh tiểu đường rồi cái bệnh bú cổ luôn. Thì hai cái bệnh này thực chất là trên sách vở thì nó mọi người sẽ không tìm được đâu, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề đây á là cái bài thuốc này dùng cái trái bành bát chính như thế này để trị cái bệnh tiểu đường và bệnh bú cổ thì do một người quen của tôi đã sử dụng hết, cũng không biết là do ai mách á, cho nên là đã sử dụng hết. Cho nên là tôi lấy được cái thông tin từ đó và kiểm nghiệm thực tế luôn. Rồi, cho nên bây giờ tôi tiến hành chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà do cái thời gian tôi đi làm việc, tìm kiếm cái trái bành bát này nè, nó rất là khó. Đa số là nó có cái trái dài thôi. Và hôm nay thật là may mắn, tôi đã tìm được cái trái chín của nó. Tại vì nguyên liệu của chúng ta là dùng cái trái chín này để trị cái bệnh tiểu đường và cái bệnh bú cổ.
Vậy thì trước tiên á, thì chúng ta nói một tí xíu về cái bệnh tiểu đường và bệnh bú cổ, rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ cái bài thuốc cho mọi người và cái cách chúng ta làm. Rồi, bệnh tiểu đường là nó do rối loạn chuyển hóa carbohydrate, đúng không? Khi cái hormone insulin của tuyến tụy nó bị thiếu hoặc nó bị giảm thì nó sẽ có một số tác động nào đó đến cơ thể của chúng ta. Rồi, nếu như cái hiện tượng mà thiếu hụt insulin của tuyến tụy thì nó sẽ làm cho cái lượng đường ở trong máu của chúng ta nó sẽ tăng rất cao. Vậy thì cái lượng đường nó từ đâu ra? Cái lượng đường của chúng trong máu của chúng ta đó, nó do là chúng ta ăn cái thức ăn hàng ngày, ví dụ như là cơm nè, rồi một số thức ăn nó có cái vị ngọt, ví dụ như đường ăn của chúng ta cũng vậy, đúng không? Thì gluco nó là một cái tinh bột, đa số nó nằm ở trong cơm. Vậy thì mọi người, người nào mà bị tiểu đường á, thì thông thường bác sĩ sẽ khuyên mọi người cố gắng là ăn rau xanh nhiều, rồi giảm cái lượng cơm lại. Tại vì ở trong cơm mình nó có cái lượng glucose này, cái lượng tinh bột, đúng không? Vậy thì mọi người hiểu như thế nào là cái lượng đường ở trong máu chúng ta có, nó có rồi, đúng không? Rồi, vậy thì cái lượng đường khi nó vào cơ thể chúng ta rồi thì nó được dự trữ ở trong gan nè, dưới dạng là glycogen. Máu nó sẽ vận chuyển gluco đi khắp các cơ quan trong cơ thể. Và cái hormone insulin ấy, mọi người ở đây phải hỏi rõ tí xíu là cái hormone insulin beta của cái tuyến tụy ấy, nó đảm nhận cái việc là vận chuyển gluco vào tế bào để cung cấp cái năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Rồi, nếu như cái tuyến tụy của chúng ta mà bình thường, đúng không? Thì cái lượng hormone insulin beta đó nó đủ lượng, đúng không? Thì nó sẽ làm giảm cái lượng máu hay là giảm cái lượng đường ở trong máu chúng ta. Nó là khi mà cái lượng hormone insulin của tuyến tụy, hay là chính xác hơn là hormone insulin beta của tuyến tụy nó bình thường thì nó sẽ làm giảm cái lượng đường ở trong máu chúng ta. Mà khi nó bị yếu hoặc là bị thiếu cái lượng insulin của tuyến tụy, insulin beta của tuyến tụy thì nó bị thiếu đi, cho nên nó không đủ, đúng không mọi người? Cho nên cái gluco nó không được đưa vào tế bào một cái cách bình thường. Vì vậy á, cái lượng đường của chúng ta đó, hay là cái lượng gluco á, nó nằm ở trong máu chúng ta mỗi ngày một tăng, mỗi ngày một tăng. Và như thế sau một thời gian ủ bệnh thì đủ dài thì nó sẽ phát triển thành cái bệnh tiểu đường. Đó, thì mọi người hiểu một cái cách nôm na nhất về bệnh tiểu đường. Sẵn đây thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho mọi người một cái nguyên nhân của cái bệnh bú cổ ha. Mọi người cứ cố gắng dành cho vài ba phút gì đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chia sẻ xong bài thuốc này thôi. Bài thuốc này nhanh gọn thôi. Rồi, cái bệnh bú cổ, nguyên nhân của bệnh bú cổ là gì ha? Cái bệnh bú cổ hay theo một cái tên khoa học thì người ta gọi là bệnh tuyến giáp. Tuyến giáp thì nó là một cái tuyến nội tiết quan trọng vì nó sản sinh ra các chất có cái vai trò giúp là điều hòa những hoạt động này về tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Khi cái chức năng của cái tuyến giáp bị rối loạn thì nó sẽ gây ra một số cái bệnh, và cái bệnh bú cổ là một trong số những cái bệnh đó, đúng không? Thì bệnh bú cổ là một trong số những cái bệnh khi mà tuyến giáp nó bị rối loạn, nó bị không hoạt động bình thường. Đó, thì mọi người hiểu như thế. Rồi, bú cổ thì chủ yếu là do thiếu hụt iốt. Mọi người cũng có nghe rồi đúng không? Chúng ta nên ăn muối có bổ sung iốt. Thì như thế nó sẽ giúp chúng ta hạn chế được cái bệnh bú cổ. Ở đây không phải trị được bệnh bú cổ mà hạn chế được cái bệnh bú cổ. Vậy thì cái nguyên nhân chính của cái bệnh bú cổ đó là chúng ta thiếu hụt iốt. Nhưng mà không phải là chúng ta phải bổ sung iốt là nó trị khỏi đó nha mọi người. Vì cái tác nhân của cái bệnh thì liên quan đến cái hệ thần kinh của chúng ta. Tác nhân của bệnh bú cổ thì nó liên quan đến hệ thần kinh của chúng ta. Và nó không và khi là không nhận đủ cái lượng iốt, có nghĩa là nếu như cơ thể chúng ta không nhận đủ cái lượng iốt thì cái tuyến giáp của chúng ta nó sẽ làm gì đây? Nó sẽ tự điều chỉnh ha. Nó sản sinh ra một cái hormone để nó bù đắp vào cái việc là thiếu hụt iốt cho cơ thể chúng ta. Đó, từ đó đó nó sẽ tăng cái kích thích của tuyến giáp lên, cho nên nó gây ra cái bệnh bú cổ cho mọi người. Đó, thì cái bệnh bú cổ cơ bản là mọi người hiểu như thế nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm một bài thuốc thôi. Chúng ta dùng cái trái bành bác này ha, trái bành bác này. Chúng ta hôm
hôm bài chia, trong cái bài chia sẻ trước á, thì chúng ta sẽ dùng cái lá non này chúng ta trị bệnh trĩ, còn bây giờ thì chúng ta trị dùng cái trái bình bát. Nhưng mà mọi người nhớ kỹ nha, trái bình bát già thì chúng ta không dùng được đây, đúng không? Đây chúng ta sẽ dùng trái bình bát ngay như thế này. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ dùng cái nguyên liệu này như thế nào cho đúng, đúng không? Rồi bây giờ thì tiến hành tôi tách cái này ra cho mọi người xem. Đây là cái phần bên trong của trái bình bát khi tôi tách ra. Đây là cái phần tôi gọi là cái cùi của nó, hay là cái cuống của nó nằm chỗ này. Khi nó chín thì nó sẽ rụng, như nó rụng nó không còn cuống nữa, đúng không mọi người? Đây cái phần cuống của nó đây, khi nó chín nó rụng thì nó sẽ không còn còn cuống nữa, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần này, chúng ta sẽ sử dụng cái phần cơm này nè, chúng ta bỏ phần vỏ này đi ha. Cái phần mà chúng ta sử dụng á, thực chất á, nó là cái phần thịt cơm này đó. Cái phần hạt á thì chúng ta tìm cách chúng ta loại bỏ đi, chúng ta không sử dụng cái phần hạt nha mọi người. Mọi người nhớ kỹ nha, chúng ta chỉ sử dụng cái phần cơm này thôi, cái phần thịt này thôi. Thì bằng cách á, nếu như người nào trị bệnh bị bệnh bú cổ hay là bệnh tiểu đường thì mọi người cũng dùng một bài thuốc này thôi, nó sẽ giúp cho mọi người trị khỏi được hai cái bệnh này cùng một bài thuốc. Thì cái cách chúng ta làm á, chúng ta dùng cái phần thịt tôi đã nói rồi đúng không, loại bỏ phần hột đi, phần vỏ này chúng ta bỏ rồi, phải dùng trái chín. Chúng ta dùng một ngày á, nếu như mà cái trái như thế này thì mọi người dùng mỗi một lần dùng á, mọi người dùng hai trái. Rồi nếu như trái như thế này á, thì mọi người dùng mỗi lần dùng á, mọi người dùng hai trái. Mọi người lấy cái phần thịt cơm, mọi người cho vào một cái ly, đúng không? Cho một cái ly. Rồi mọi người sau khi bỏ phần hột rồi đúng không, thì chúng ta chỉ còn cái phần thịt cơm thôi. Nếu như người nào bệnh tiểu đường thì chúng ta sẽ dùng một cái lượng đường chuyên dụng cho người bị bệnh tiểu đường. Mọi người nhớ kỹ nha, đường ở đây là cái loại đường chuyên dụng cho người bị bệnh tiểu đường đó. Thì mọi người cho vào cái ly chúng ta một ít thôi, vừa thôi, chúng ta đừng làm nhiều quá. Sau đó chúng ta tiến hành, chúng ta cho vào đó một ít nước đá ha. Mọi người đánh đều lên, giống như là mọi người làm cái cách là mọi người ăn cái mảng cầu dầm vậy đó ha, cái mảng cầu dầm. Rồi như thế thì mọi người cứ dùng sáng một lần, chiều một lần, như thế đó thì sau khoảng này cũng hơi lâu á mọi người, bài thuốc này cũng hơi lâu á, khoảng 20 đến 30 ngày, nhưng mà mọi người cố gắng sử dụng thêm một thời gian nữa thì như thế đó, nó sẽ giúp cho mọi người thứ nhất là ổn định cái lượng đường huyết trong máu của mọi người lại nè. Thì nếu như mọi người ổn định được cái lượng đường huyết thì cái bệnh tiểu đường dần dần nó sẽ đẩy lùi. Còn nếu như mọi người không ổn định được cái lượng đường huyết thì nhiều cái biến chứng của bệnh tiểu đường nó có thể gây cho mọi người, ví dụ như là suy thận nè, mù mắt nè, hoặc là một số biến chứng khác nữa rất là nguy hiểm. Rồi kể cả cái bệnh tim mạch thì nó cũng có thể sinh ra được từ cái bệnh tiểu đường. Cho nên á, cái bài thuốc này rất là hữu ích đối với mọi người, đúng không? Chúng ta chỉ dùng cái phần thịt cơm thôi ha, mỗi ngày chúng ta dùng hai lần, mỗi lần khoảng hai trái như thế này. Mọi người loại bỏ hột, cho một ít đường của cái người tiểu đường dùng á, rồi cho ít trái. Mọi người sẽ ăn giống như là ăn sinh tố mãng cầu vậy đó, rất là ngon. Trái này nó rất giống mãng cầu, rất là ngon đó. Vậy thì cái bệnh bú cổ thì chúng ta cũng tiến hành, chúng ta làm như thế thì sau một thời gian chúng ta sử dụng, nếu như mà nó chính xác thì khoảng 30 đến 45 ngày thì mọi người sẽ trị khỏi được cái bệnh là tiểu đường và bệnh bú cổ bằng cái phương pháp đơn giản như thế này thôi. Bài thuốc này đã được cái người thân của chúng tôi sử dụng ha, người thân của tôi sử dụng hết rồi, cho nên tôi tiến hành chia sẻ cho mọi người một cái cách là rất là rõ ràng rồi, cách làm, cách dùng, nguyên liệu như thế nào. Bởi vì cái nguyên liệu trái chín này thì kiếm khó lắm, trái già này thì kiếm có, nhưng mà trái chín này thì kiếm khó lắm, cho nên là hiện tại bây giờ mới chia sẻ được, cho nên mong mọi người thông cảm. Rồi hai bệnh bú cổ nè, rồi tiểu đường cũng đều làm cách này hết, đúng không? Nếu như bạn nào ở xa thì có thể tìm những trái bình bát già già như thế này nè, già hơn tí xíu nữa ha, nó vàng vàng tí xíu nữa. Mọi người để về, mọi người để một nơi nào đó ấm ấm tí xíu, giống như chúng ta vú chuối á ha, chúng ta để dùng dần thì khi nó chín thì dễ lắm. Mọi người nắm cái cùi này, mọi người rút lên thì nó sẽ giống như thế này, đúng không? Thì khi nó chín, nó chín rất là mềm. Như vậy á thì mọi người cũng có thể là sử dụng bài thuốc này bằng cách là dự trữ bài thuốc sử dụng lâu dài đó. Vậy thì bài thuốc này tôi nghĩ thì mọi người sẽ rất nhiều người sử dụng được, bởi vì cái nguyên liệu chúng ta có thể để dành được. Còn có một số bạn hỏi tôi là ở quê bạn không có cái nguyên liệu lá non của lá bình bát này để trị bệnh trĩ thì làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết làm sao nữa, thực chất tôi không biết làm sao nữa. Tại vì cái lá non này nếu như mà gửi cho mấy bạn gửi đến chỗ thì có thể là lá non này không sử dụng làm bài thuốc được nữa rồi,
đúng không? Vậy thì bằng cách đó, tôi sẽ sử dụng cái hạt này, gửi cho mọi người và cái cây con của nó ha, những cái con của nó đây đó, những cái cây nhỏ 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 tôi sẽ gửi cho mọi người và mọi người trồng để mọi người sử dụng, đúng không? Chứ bây giờ mà mọi người kêu tôi gửi cái lá non này thì gửi tới chỗ thì thực chất là không thể được. Còn có một số bạn ở tận bên Mỹ cơ, hỏi tôi là có thể giúp bạn về cái nguyên liệu của cái bài thuốc trị bệnh trĩ hay không, thì tôi trả lời thẳng với bạn là nếu như nguyên liệu lá non thì không được rồi. Tôi có thể gửi cho bạn là những cái hạt như thế này, những cái hạt của nó để mọi người để bạn về bạn trồng. Còn gửi cây con á thì gửi những cái cây nhỏ nhỏ đó thì tôi chỉ gửi cho những cái bạn ở gần, ví dụ như ở trong Việt Nam thôi, tôi không thể gửi ra nước ngoài được, đúng không bạn? Thì rất mong mọi người thông cảm. Rồi trời cũng đã tối dần rồi mọi người ha, thì thôi xin phép mọi người cho mình kết thúc video đây. Kính chúc sức khỏe mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Rồi thì bài chia sẻ này cũng ngắn gọn nhưng mà có thể là giúp mọi người trị được hai cái bệnh đơn giản bằng cách chúng ta ăn sinh tố thôi, chúng ta cũng có thể trị được bệnh rồi, đúng không? Mọi người quan trọng là chọn đúng nguyên liệu thôi. Rồi mọi người nếu như tin tưởng kênh Phan Lâm Vlog thì hãy cho mình xin được một like đi ha. Rồi ai chưa đăng ký kênh Phan Lâm Vlog ấy, thì mọi người đăng ký để ủng hộ kênh ha, đăng ký để tạo tinh thần cho kênh, đúng không? Rồi rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đóng góp ý kiến thật là nhiều cho kênh Phan Lâm Vlog. Rồi bây giờ thì xin mọi người chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.